và họ không có lấy tiền đây mà mình phải đi đóng bờ đóng tiền cho đi tiền phạt. Đậu xe ở đây thì mà bây giờ mình bắt đầu giống coi, ở đây rồi mãn ra kìa anh mình đi định danh chưa. Ồ có máy anh luôn kìa, đáng lẽ phải đạn trộn vô vậy mà lúc nãy trong đây có xe, với lại bác tài nghĩ là mình đủ người rồi chắc lên nhanh là đi thôi, mà không nghĩ là nó bác tài cũng nói mà cái này là bị canh rồi, tại nhớ thấy xe lưu lượng xe ở đây có cái shop ở đây nè thì nó canh rồi. Ồ, có mấy anh biên lai ở đây á, nói chung Việt Nam mình hiện giờ bắt đầu làm như vậy với cái gọi là định danh căn cước công dân. Cái định danh này trong đó anh chị làm hết chưa, định danh mức độ 2 gì đó bắt buộc phải làm nha. Dạ đó, thì sau đó mình lên cái app, mình tải app xuống, mình đăng ký các thứ mà mình có, tài sản mình có chẳng hạn như xe cộ, nó có cái gì đăng ký được là mình đăng ký vô đó, thậm chí tạm trú tạm vắng ở các nơi mình cũng đăng ký được. Và không nên giấu nha, hiện giờ họ gần như biết hết trên hệ thống. Giống như Nghi nè, nhà Nghi nhà gốc là Nghi ở với mẹ ở quận 1, nhưng mà từ lúc mà Nghi bị tai nạn gãy chân, Nghi mổ, cho nên là Nghi vừa đúng mua xong cái nhà chung cư, thế là Nghi nói qua đó ở để khỏi đi cầu thang, tại nhà phố thì phải đi lên xuống cầu thang không đi được, nên là đi bên chung qua chung cư ở thì đẩy cái xe lăn đi vô thang máy lên luôn và đẩy tới trước cửa nhà. Thì Nghi đăng ký tạm trú ở khu vực cho nó, và bây giờ Nghi nghĩ là họ không biết, nhưng mà bây giờ Nghi vô định danh thẻ căn cước công dân một cái nó ủa chị đang tạm trú ở đó hả, mở hệ thống thay thôi luôn, cái gì về người tải áo xuống mở thay hết, chỉ có điều là xe gắn máy hoặc là tài sản như xe cộ các thứ nhà cửa là mình chưa đăng ký thôi, nhưng mà cũng nên. Và sau này mình đi máy bay nội địa mình không cần cầm căn cước cũng được, có cái app, có cái app mà nó kêu là gì, VNID hả? Dạ VNID đó, mình chỉ cần mở ra nó quét xong là mình đi được, tại trong đó mình có cái mã vạch, cái mã QR à. Cho nên anh chị lưu ý như chia sẻ này nha, từ lúc mà có căn cước công dân và có định danh các thứ và tài sản mình đã có tên ở trong đó, biển số xe các loại, thì anh chị nhớ vui lòng là xe đừng có cho người ta mượn cẩu thả nha nha. Ví dụ như nói, ví dụ xe chị bắt như ghé qua như mượn như chạy như gây tai nạn hoặc là như vượt đèn đỏ như phạm luật phạt, nó dựa trên cái biển số xe đó nó phạt, và chị bắt thì chị đâu biết, cái gì đã chạy về như không nói trả xe. Và ví dụ chị bắt chị xuyên xuyên á, chị lên hệ thống chị check coi coi xe mình có bị phạm luật để đóng tiền, chỉ có ngày đẹp trời chị check nó, ủa tao đâu có phạm luật đó, tự nhiên tao lòi ra số tiền này nha. Nhưng không đi đóng phạt tiền sẽ đổi lên, ở nước ngoài là vậy, còn Việt Nam thì Nghi chưa biết là như thế nào, nhưng ở nước ngoài nó tính giống như là tôi cho anh hẹn trong vòng 1 năm anh phải đóng phạt, anh không đóng phạt sau 1 năm là cứ 1 tháng là cộng lên cái số tiền ở mức giá bao nhiêu phần trăm nè. Và có người á ở nước ngoài như ở Sing mua một chiếc xe mà phạm luật mà quên đóng hoặc không biết để đi đóng, tới một ngày đẹp trời bán cái xe không đủ tiền đâu, ghê vậy đó. Cho nên là từ đây về sau là những cái xe cộ các thứ mà có cho người nhà mượn, người ai thân thân mình biết thì thôi ok cho mượn, và thỉnh thoảng kiểm tra coi trong cái đăng kiểm nó cũng kiểm tra được coi mình có bị phạt không, có bị phạm luật gì để phải đi thanh toán không, thì thanh toán sớm à, không thôi là mệt lắm à. Đó là cái ID, nó gọi là cái ID đó, là cái thẻ căn cước công dân, nó cầm một cái thẻ nó đi hết tất cả mọi nơi. Hiện giờ có một số quốc gia là cái ID á, là cái thẻ mình gọi là ID nha, cái căn cước công dân ID là họ có tích hợp với thẻ ngân hàng. Dạ, thậm chí anh chị đi ví dụ như cái đơn giản nhất hiện giờ ở Malaysia đi, bác tài bác chạy xe, bác ôm cái xe lớn như nào, bác chạy đi ngang đi cao tốc thì nó sẽ thanh toán tiền tự động. Bữa đó cái thẻ mà thanh toán tiền tự động của bác á hết tiền, cái account đó nó hết tiền, thì bác lấy thẻ căn cước công dân nha, bác quẹt quẹt cái được, nhưng mà nó mới chỉ thanh toán những cái tiền nho nhỏ thôi, cái chưa có sử dụng một mức tiền lớn, nhưng mà mấy anh chị hướng dẫn viên bên đó nói là tương lai sẽ là có thể sử dụng giống thẻ ngân hàng cho nên là có căn cước công dân, có gắn chip hộ chiếu, có gắn chip là cái gì nó cũng quản chung vô chỗ. Cái đó cũng có cái hay, nhưng mà nó cũng sẽ có một số bất tiện đối với một số người. Có người nói chứ thôi vậy tôi không đăng ký tài sản vô trong đó đâu, không, trong tương lai là nó bắt buộc đăng ký mà thậm chí mình không đăng ký đó, họ sẽ mất thời gian hơn để làm chuyện đó, là có nghĩa là dần dần họ thấy cái gì của mình họ gom bỏ vô thì lúc đó họ bỏ bậy vô còn mệt nữa cho nên nhiều người sẽ tự giác vậy là xong hả?
không? 5 trăm mấy? 560. Chưa tới 1.000. Phạt 560 đồng. Chưa tới 3 triệu. Chưa tới 3 triệu. 2 triệu không? 2 triệu. Khoảng 2 triệu. Rồi. Xong đôi giày của tôi rồi. Nói chung là mấy bác tài cũng hay dừng vậy lắm, mà bữa nay đúng là xui xui ha, bị nó căng. Dạ, bưng bắt tài bình thường vẫn dừng vậy mà. Khổ thân bắt tài. Hơi, người ta bảo có 8 lúc đi rồi quy lục lại rồi, hy vọng là bác tài thứ 7 tuần tới này bác tài trúng ngựa nhé. Bác tài là chơi ngựa mà. Đó. Hay mua ngựa lắm. Nói chung là nếu mà cái ở Hồng Kông ấy, nếu mà không biết chơi ngựa, không biết mua cá cược ngựa ấy, thì không phải là người Hồng Kông, không phải là con trai Hồng Kông. Trời ơi, ông nào cũng vậy đấy, ông nào cũng không phải bắt buộc vậy, nó vui vậy thôi chứ không phải bắt buộc. Mà cái đấy là nó ngấm vào máu từ khi 18 tuổi rồi. Cái 18 tuổi mới được quyền cá cược mua mà. Đó. Thì cái đấy nó ngấm vào máu rồi. Mà đời lọ lên từ khi mà cái có cá cược ngựa đấy là cứ đời lọ nó truyền đời kia rồi. Đó. Đấy cho nên là mấy bác tài ở đây làm những cái ngày cá cược ngựa ấy là còn sung lắm, coi như là chăm chỉ lắm, lúc nào cũng thấy nhìn vào cái điện thoại à. Không rời mắt cái điện thoại luôn ạ. À. Và bởi vì nhà mình biết cá cược ngựa ở đây nó có thể là cá từ cái mức mà nhỏ mà, nghĩa là từ 10 đồng trở lên là người ta có thể cá cược được đó. 10 đồng nó mua cái ở cái dạng mà kiểu khó trúng đấy à, nhưng mà nó trúng ấy, trúng to lắm á. À, nhiều người ấy có nhà đẹp có vợ xinh ấy, cũng là con ngựa nó mang tới đấy. À, nhiều người coi như là mất nhà mất vợ cũng là con ngựa nó mang đi đấy. À, nhiều ông hay lắm. Trời ơi, những cái ông ấy, nhiều ông mà không phải là kiểu cái từ bé đấy, không phải là Hồng Kông, không phải học Hồng Kông, không biết chữ Hoa đâu. Thế nhưng mà mua một cái phần báo to đùng, xong là vứt hết đi, chỉ lấy mỗi một cái tờ báo thôi. À, lấy mỗi một tờ báo nói về con ngựa, mà đọc quanh vách, đọc như đúng rồi, tên gì, à, quen rồi, xem quen rồi. À, thì ở Hồng Kông ấy là nó có 3 cái hợp pháp cá cược nha. Thứ nhất là bóng đá, thứ hai là xổ số, thứ ba là bóng đá. Bóng đá mãi năm 2003 bắt đầu mới hợp pháp rồi. Còn trước kia đấy là toàn là cái người tự nó đứng lên, xong rồi nó mua kiểu như Việt Nam mình ấy, nó đứng lên tổ chức kiểu mua đen ấy. Còn bây giờ là hợp pháp 3 thứ nha. Giờ nhà mình ơi, bây giờ chúng ta đi sang đảo Hồng Kông. Từ bữa hôm mà mình đến mình đã đi sang đảo Hồng Kông chưa nhỉ? Rồi. Hey, đúng rồi, hành trình thì chúng ta chưa đi, nhưng mà cái bữa mà chúng ta đi xe bôi trần á thì là chúng ta đi sang đảo Hồng Kông rồi. Thì bây giờ chúng ta sang bên đó đấy, để chúng ta đi còn đi tham quan ba cái điểm nhá, ba điểm trong đi vào công viên. Nếu cái điểm này nó nhẹ nhàng lắm, như cái bông hoa dương tử kinh nhé, cái bông hoa dương tử kinh ấy mình đến một cái là mình chụp. Ôi chết, Nga đâu rồi? Trời ơi, đang ngồi sao mà? Ôi trời ơi, Nga ơi, Nga làm gì hết rồi. Chị không thấy em, chị lại tưởng bỏ rớt em ở cái chỗ kia rồi. Thì cái bông chỗ mà bông hoa dương tử kinh, cái biểu tượng Hồng Kông ấy, thì chúng ta chỉ cần dừng ở đó 5 phút thôi, mình xuống ấy, mình chụp hình xong mình lên xe luôn. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta đi vào vịnh Nước Cạn. Đó. Rồi vào núi Thái Bình xong rồi đi vịnh Nước Cạn nhé. Nói chung là mấy cái điểm đó mình đi nhanh thôi. Đó. Chỉ có một vịnh Nước Cạn thôi, ông thần tài. Vịnh Nước Cạn là số ông thần tài ấy. Mỗi cái điểm đó là đi lâu một chút. Đó. Trời ơi, vàng bạc bây giờ lên cái là ngả nguyên xe rồi, đã buồn ngủ rồi hả? À nhà mình ơi, táo hôm qua ai đăng ký cái táo tàu ấy nhỉ? Hai người đăng ký, hai người đúng không? Hai người là 20 gói đúng không? Nhà mình có ai lấy nữa không? Để tí nữa người ta mang tới khách sạn cho tối nay về em giả hàng nhá. Tối nay về Giang giả hàng. Cái táo tàu ấy 50 đồng một gói. Một gói của nó đấy là có khoảng độ hơn 20 cái miếng. Nhà mình có nhớ không, hôm đầu tiên mà ra cho nhà mình ăn thử đó nhá. Nếu mà ai mà lấy thì bây giờ đăng ký luôn đi, đằng nào tí nữa người ta mang tới mà, thì để người ta bổ sung, thì không thì người ta chỉ mà em có lấy không em này, em không quay đăng ký cho nhà ngay nhở. Em lấy bao nhiêu gói này em? 50 đồng một gói là bốn nạng giờ khoảng độ có 20 hoặc 20 mấy viên. Nhà mình quên rồi à?
Nè mày còn nhớ không? Còn nhớ mình. Còn nhớ cái bữa đảo tồn đây nè, bạn còn viên đây nè. Trời ơi, còn có một viên hả? Hai thùng, còn là dầm ở